Chào các bạn, trong clip hôm nay mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách móc một mẫu nón Noel cho bé với họa tiết móc là các cái mũi kép đơn như thế này. Bên trên thì mình có trang trí một cục bông, cũng như phần viền nón thì mình có viền thêm các cái đường viền màu trắng nè. Đây, dụng cụ mình gồm len miêu cô tông, ở đây mình dùng miêu cô tông cụ 125g, kim móc mình sử dụng kim móc 3.0mm. Hoặc là nếu không có mẫu kim này thì các bạn cũng có thể sử dụng cho mình những cái loại kim có đầu kim to hơn sợi len 1/2 nè. Đây, đầu kim của mình so với sợi len sẽ như thế này ha. Ngoài ra thì còn có kéo cắt len. Và để làm được cái phần cục bông trang trí cho phần thân nón nè, thì clip trước mình có hướng dẫn cho các bạn cách làm cái cục bông này bằng cái mẫu khay plom này ha. Thì các bạn có thể nhấp vào link bên dưới để tham khảo nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần thân nón. Thì trước khi đi vào móc phần thân nón, các bạn sẽ tạo cho mình một cục bông như thế này. Thì cái size của cục bông này tùy vào sở thích của mỗi người ha. Ở đây mình sử dụng khung cỡ trung để mình tạo cái phần cục bông này nè. Hoặc là các bạn cũng có thể tạo cái size khác cũng được nha. Bây giờ mình sẽ hướng dẫn móc phần thân nón. Đầu tiên thì sẽ tạo cho mình một vòng tròn. Móc và kéo len qua vòng tròn. Từ đây ta sẽ móc lên 2 mũi móc xích. 1, 2. Sau đó móc vào vòng tròn vừa tạo 12 mũi kép đơn liên tiếp với nhau. Kép đơn thứ nhất. Kép đơn thứ hai. Kép đơn thứ ba. Kép đơn thứ tư. Kép đơn thứ 5. Tiếp tục kép đơn thứ 6. Kép đơn thứ 7. Kép đơn thứ 8. Kép đơn thứ 9. Kép đơn thứ 10. Kép đơn 11. Và mũi kép đơn thứ 12. Sau khi đã tạo được 12 mũi kép đơn vào cái vòng tròn đầu tiên rồi, thì nắm sợi len ngắn guốc lại cho cái vòng tròn của mình nhỏ lại nè. Và kết thúc cái vòng móc này, ta sẽ di chuyển kim đến chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này. Đây sẽ là chân móc của mũi kép đơn đầu tiên nè. Móc vào đây một mũi dời. Lên 2 xích. 1, 2. Các bạn nắm sợi len ngắn guốc thật mạnh vào ha. Thì ta hoàn thành được vòng tròn đầu tiên với 12 mũi kép đơn vào vòng tròn này. Để móc tiếp cái vòng móc thứ hai á, thì các bạn sẽ móc cho mình vào 12 chân móc của cái vòng tròn đầu tiên đó. Thì ở cái phần đỉnh mình sẽ dừng lại ở 12 mũi móc ha. Móc vào chân móc ta vừa móc mũi dời một mũi kép đơn. Tiếp tục chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng móc một mũi kép đơn. Móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Kép đơn thứ tư. Tiếp tục kép đơn thứ năm cho chân thứ năm. Kép đơn thứ sáu cho chân thứ sáu. Kép đơn thứ bảy. Tiếp tục kép đơn thứ tám. Mũi kép đơn thứ chín cho chân móc thứ chín. Kép đơn thứ 10. Kép đơn 11 và mũi kép đơn thứ 12 cho chân móc cuối cùng. Và khi đã móc được 12 mũi kép đơn vào 12 chân móc của vòng tròn đầu tiên rồi, thì để kết thúc cái vòng tròn này cũng tương tự, di chuyển kim đến chân móc của mũi kép đơn đầu tiên này và móc vào đây một mũi dời. Móc vào đây cho mình một mũi dời ha. Sau đó gây nên 2 mũi xích. Như vậy là mình sẽ hoàn tất được vòng móc thứ hai. Và cái vòng móc thứ hai này nó sẽ giúp cho cái phần thân nón của mình có cái độ cúp lại nè, cúp nhọn lại. Thì các cái vòng móc tiếp theo sẽ móc tương tự cho mình giống như vòng móc mà mình vừa móc ở đây. Mỗi vòng móc ta sẽ có 12 mũi kép đơn cho 12 chân móc. Chân đầu tiên là chân móc ta móc mũi dời, móc vào đó một mũi kép đơn. Tiếp tục chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn và làm tương tự đến cuối vòng. Sau đó móc thêm cho mình nhiều hàng móc nữa nha.
Mỗi chân sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì do cái khoảng trống của cái phần thân nón phía trên này nó nhỏ nên bây giờ mình sẽ tiến hành gắn cái cục bông vào trước. Thì cái cách gắn cục bông nó sẽ có hai cách như sau. Ở cái cục bông này mình có chừa ra hai sợi len dài để mình có thể gắn vào sản phẩm nè. Thì cách làm thứ nhất, các bạn sẽ đâm kim cho mình từ trong ra ngoài vào giữa hai thân chân móc nè của cái vòng tròn đầu tiên, sau đó kéo một sợi len qua chân móc vào cái khoảng trống nào ha. Và tiếp tục cái mũi tiếp theo, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào chính giữa và đối diện với cái sợi len mà mình vừa gắn ở đây nè, và mình sẽ cột ở bên trong ha. Đây là cách thứ nhất. Còn cách thứ hai để cho cái phần len này nè nó dễ dàng để mình giấu len hơn á, thì các bạn sẽ đâm kim cho mình ngang qua hai cái chân móc như thế này, qua hai thân chân móc ha. Sau đó ta sẽ kéo một sợi len qua và tiếp tục đâm ngược lại cũng vào hai cái khoảng trống đó luôn nè. Sau đó kéo cho mình cái sợi len còn lại, ta sẽ kéo qua hai khoảng trống này nè. Sau đó mình sẽ cột guốc lại ở đây. Thì lúc này bên trong của mình nó sẽ không có sợi len thừa màu trắng nữa, mà mình đã cố định nó ở phía ngoài rồi ha. Các bạn sẽ cột guốc cho mình thật chặt vào, sau đó mình sẽ cắt cái đoạn len thừa này đi. Như vậy là mình đã gắn được cục bông hoàn tất vào trong thân nón nè. Bây giờ các bạn tiếp tục móc cho mình cái phần thân nón ở phía trên này. Mỗi chân móc sẽ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc ha. Và móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa. Tương tự cho đến cuối hàng và thêm nhiều hàng móc. Ở đây đối với size nón này mình đã lên được tổng cộng là 11 hàng móc đều nhau. Thì lúc này ta sẽ có cái chiều dài của cái phần thân nón như thế này trước nè. Thì các cái hàng móc tiếp theo mình sẽ tiến hành tăng mũi ha. Để kết thúc cái vòng móc cuối cùng này cũng tương tự, di chuyển kim đến chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này và móc một mũi dời, sau đó lên 2 xích. Thì ở đây để dễ dàng cho việc nhận biết được hàng móc á, thì ở các cái hàng phía trên mình sẽ tạm gọi là một hàng móc ha, vì nó có số mũi móc bằng nhau nè, nên mình sẽ tạm gọi đây là một hàng móc ở phía trên này. Thì hàng móc tăng size tiếp theo sẽ là hàng thứ hai ha. Cái vòng thứ hai này các bạn sẽ móc cho mình với cái công thức như sau. Chân đầu tiên là chân ta vừa móc mũi dời, móc vào đó cho mình một mũi kép đơn. Khi được mũi kép đơn vào chân đầu tiên rồi thì chân thứ hai móc vào đó hai mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất và kép đơn thứ hai. Ta sẽ được một cụm chân móc như thế này. Một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân nè. Thì các bạn sẽ móc tiếp tục cho mình cái cụm này cho hai chân móc kế tiếp ha. Chân đầu tiên móc một mũi kép đơn, thì chân móc thứ hai sẽ móc vào đó hai mũi kép đơn cùng chân móc. Kép đơn thứ nhất nè, tiếp tục kép đơn thứ hai, ta cũng được thêm một cụm thứ hai như thế này. Và cái cụm này mình sẽ có xen kẽ nè, một mũi kép đơn, sau đó là hai mũi kép đơn cùng chân. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng ha. Hai chân liên tiếp thì chân đầu tiên một mũi kép đơn và chân thứ hai sẽ là hai mũi kép đơn cùng chân móc. 1 và 2. Tiếp tục cho hai chân kế tiếp nè. Chân kế bên một mũi kép đơn thì chân kế tiếp sẽ là hai mũi kép đơn cùng chân. Tiếp tục một mũi kép đơn vào chân kế bên. Chân kế tiếp hai mũi kép đơn cùng chân móc. Ở hai chân móc cuối cùng cũng tương tự ha. Chân cuối cùng sẽ là cái chân này, và cái chân này cũng là kết thúc của cái vòng này. Các bạn cũng móc cho mình vào đó hai mũi kép đơn cùng chân nè. Sau khi đã hoàn tất đến cuối vòng thì cũng tương tự, móc vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên một mũi dời. Lên 2 xích. Như vậy đây tạm gọi là vòng móc thứ hai ha. Thì vòng móc thứ hai này nó sẽ có cái độ rộng hơn so với các cái vòng móc thứ nhất. Và ta sẽ tăng được tổng cộng là 6 mũi móc cho cái hồng móc này ha. Tăng một mũi nè. 2 mũi nè. 3 mũi. Tiếp tục 4 mũi nè. 5 mũi. Và 6 mũi.
Ta tăng được 6 mũi cho vòng móc thứ hai này. Thì cái vòng móc tăng mũi thứ ba cũng tương tự ha, mình sẽ tăng 6 mũi móc cho vòng móc thứ ba. Thì các bạn sẽ móc cho mình các cái mũi móc như sau. Vòng thứ hai ta có một mũi xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân. Thì ở vòng móc thứ ba các bạn sẽ móc cho mình hai mũi xen kẽ là hai mũi cùng chân nè. Chân ta móc mũi dời, móc một mũi kép đơn. Tiếp tục chân kế bên móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp móc vào đó cho mình hai mũi kép đơn cùng chân. Ta sẽ được một cụm chân móc gồm hai mũi kép đơn mỗi chân xen kẽ là hai mũi kép đơn cùng chân nè. Thì các bạn tiếp tục móc cho mình ba chân kế tiếp nè, hai chân mỗi chân là một mũi kép đơn. Và ở cái chân móc thứ ba mình sẽ móc vào đó hai mũi kép đơn cùng chân. Ta được thêm một cụm thứ hai, hai mũi kép đơn mỗi chân xen kẽ là hai mũi kép đơn cùng chân nè. Thì các bạn sẽ móc tương tự cái cụm này cho đến cuối vòng nha. Hai chân kế tiếp mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Thì cái chân thứ ba ta sẽ móc vào đó hai mũi kép đơn cùng chân. Và móc tương tự cho mình cho đến cuối vòng. Sau khi đã móc đến cuối vòng cái cụm chân móc của mình được như thế này rồi, thì móc vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này một mũi dời. Móc lên hai mũi xích. Vòng móc thứ ba mình cũng tăng lên được 6 mũi so với cái vòng móc thứ hai nè. Một mũi nè. Hai mũi. 3 mũi, 4 mũi, 5 mũi và 6 mũi. Thì tiếp tục vòng móc thứ tư cũng tương tự ha. Ta cũng tăng 6 mũi ở vòng móc thứ tư nè. Thì các bạn sẽ để ý cho mình nè, ở vòng thứ hai mình sẽ có một mũi kép đơn xen kẽ hai mũi kép đơn cùng chân. Vòng thứ ba thì ta sẽ tăng được 2 mũi so với cái hàng thứ hai nè. Thì vòng thứ tư mình sẽ tăng lên được 3 mũi. Tức là các bạn sẽ móc cho mình 3 chân liên tiếp, mỗi chân là một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân thứ hai một mũi kép đơn nè. Tiếp tục chân thứ ba móc một mũi kép đơn. Khi đã được 3 mũi kép đơn vào 3 chân móc liên tiếp thì cái số này nó sẽ nhiều hơn so với cái hàng phía dưới ha. Chân thứ tư sẽ móc 2 mũi kép đơn nè. Mình sẽ được một cụm gồm các cái mũi móc như thế này. 3 mũi mỗi chân xen kẽ hai mũi cùng chân nè. Thì các bạn cứ móc tương tự cái cụm này cho mình ha. 3 chân liên tiếp mỗi chân một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Khi được 3 mũi rồi thì cái mũi thứ tư sẽ móc vào đó hai mũi kép đơn cùng chân. Ta được thêm cụm thứ hai. Các bạn sẽ móc tương tự cho mình cái cụm này ha, móc tương tự cho các chân móc còn lại cho đến cuối vòng. Thì các cái vòng móc kế tiếp cũng tương tự, ta sẽ tăng 6 mũi móc cho mỗi vòng móc. Thì các bạn sẽ để ý cho mình nè, cái số mũi móc giữa khoảng cách của hai mũi kép đơn nó sẽ tăng lên nè. Đây một mũi, thì tiếp tục hàng tiếp theo là hai mũi xen kẽ hai mũi cùng chân nè. Tiếp tục là 3 mũi xen kẽ hai mũi cùng chân. Thì vòng móc kế tiếp nữa sẽ là 4 mũi, 5 mũi hoặc là 6 mũi ha. Ta sẽ tăng dần sau đó xen kẽ là hai cái mũi kép đơn cùng chân nè. Và một số bạn để ý mũi móc á, thì ta sẽ thấy cái hai mũi móc cùng chân này nó sẽ nằm ở cái chân thứ hai của hai mũi có cùng chân của hàng phía dưới. Đây, hai mũi này có cùng chân ở phía dưới nè, thì cái chân thứ hai ta sẽ móc vào đó hai mũi kép đơn cùng chân nè. Tương tự ở phía dưới cũng vậy nha, hai mũi này sẽ tăng vào cái chân móc thứ hai của hai mũi cùng chân phía dưới. Và móc tương tự cho mình thêm nhiều hàng móc như vậy nữa ha, cho đến khi cái vòng tròn của nón nó vừa bằng với vòng đầu của bé thì các bạn sẽ ngưng. Mỗi vòng móc ta sẽ tăng lên 6 mũi kép đơn cho mỗi vòng móc. Vòng này là 3 mũi kép đơn nè. Kép đơn thứ nhất, kép đơn thứ hai, kép đơn thứ ba, sau đó xen kẽ là 2 mũi kép đơn cùng chân ha. Và 2 mũi kép đơn cùng chân này nè, các bạn để ý nè. Ta cũng móc 2 cái mũi kép đơn cùng chân này, nó nằm ở chân thứ hai của 2 mũi móc có cùng chân ở phía dưới nè. Móc tương tự cái cụm này cho mình cho đến cuối hàng móc, sau đó móc thêm nhiều hàng móc tương tự như vậy nữa ha, cho đến khi đạt được vòng tròn nhất định.
Thì tính từ cái vòng móc thứ hai ta bắt đầu tăng mũi nè. Ở đây mình đã tăng lượt lên tổng cộng là 10 hàng móc. Thì lúc này cái vòng tròn này nó đã có đủ cái độ rộng vừa với vòng đầu của bé rồi. Thì đối với cách tăng size của mẫu này sẽ như sau nè. Ở các vòng móc phía trên mình tăng lên 6 mũi cho mỗi vòng móc. Khi các bạn nhích lên một size nhỏ xíu thì nếu mà tăng cho mình 6 mũi móc này cho mỗi vòng thì cái vòng tròn này nó sẽ rộng hơn so với vòng đầu của bé. Nếu mà nhích size 1 đến 2 tháng thì các bạn có thể tăng cho mình cái vòng móc cuối cùng này tăng lên 1 hoặc là 2 mũi hoặc là ít hơn 6 mũi móc này cũng được nè. Và cách tăng mũi sẽ như sau. Khi kết thúc cái vòng móc này rồi, móc vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên ở vòng móc này, móc vào đây một mũi dời. Lên 2 xích. Thì ở cái size nón này mình có tăng 1 mũi ở cái vòng tròn cuối cùng này. Thì khi tăng 1 mũi các bạn sẽ để ý cho mình nè. Mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Đây. Đến cái điểm này mình cũng không tăng mũi nè. Ở đây cũng không tăng mũi nè. Mình sẽ tăng một điểm bất kỳ ở cái vòng tròn này ha. Đây, ở đây mình có tăng một mũi cho cái vòng móc cuối cùng này. Và các cái điểm cuối cùng ta không tăng mũi. Hoặc là size lớn hơn nữa, khi tăng 2 mũi các bạn sẽ chia đều cho mình 2 điểm đối diện nhau nè. Tăng 2 mũi thì chia đều 2 điểm đối diện, tăng 3 mũi thì tăng tam giác như thế này. Tăng 3 điểm thành hình tam giác ha, hoặc tăng 4 mũi thì tăng 4 góc vuông. Các bạn cứ tăng tương tự như vậy cho mình ha. Và sau khi đã tăng mũi cho vừa với vòng đầu của bé rồi, thì bây giờ các hàng móc tiếp theo mình sẽ không tăng mũi nè. Các bạn móc tiếp cho mình cái hàng móc này, mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Chân đầu tiên ta móc mũi dời này cũng móc một mũi kép đơn. Sau đó chân bên cạnh cũng móc một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng tương tự, một mũi kép đơn. Móc tương tự cho đến cuối hàng, sau đó móc thêm nhiều hàng móc tương tự như hàng móc mà ta vừa móc nè. Mỗi chân móc các bạn cứ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc và mình không tăng mũi nữa nha, giống như cái hàng phía trên này nè. Và ta sẽ tăng thêm nhiều hàng móc nữa cho đến khi cái chiều cao của cái phần thân nón này nó đạt đến cái phần tai của bé, hoặc là che tai một chút cũng được, tùy vào sở thích của mỗi người nha. Mỗi chân móc cứ móc cho mình một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho đến cuối hàng và móc thêm nhiều hàng móc như vậy nữa. Sau khi móc thêm được nhiều hàng móc nữa thì kết thúc vòng móc này cũng tương tự nè. Đâm kim vào đây móc một mũi dời, sau đó lên một xích, kéo vào cắt len. Như vậy là phần thân nón của mình vừa hoàn tất. Đây, ta sẽ có cái độ sâu của phần thân nón vừa đến cái phần ngang tay của bé nè, để che được cái phần tay của bé ha. Form nón của mình khi đội vào nó sẽ như thế này. Để tăng được cái điểm nhấn cho cái phần lai của cái nón nè, thì bây giờ mình sẽ tiếp tục viền cái hàng màu trắng ở bên dưới. Hàng móc màu đỏ của mình đây là mặt phải của hàng móc nè. Thì để cho cái phần màu trắng, cái mặt phải của hàng móc nó cũng nằm ở bên ngoài như thế này, thì bây giờ các bạn sẽ sử dụng cho mình len màu trắng nè. Đầu tiên sẽ tạo một nút. Mình sẽ bắt đầu móc ở cái điểm mà ta kết thúc của cái hàng móc bên trên ha. Ta sẽ làm sao cho cái mặt phải của hàng móc nó nằm ở bên ngoài. Đây là mặt trái nè. Thì đầu tiên các bạn sẽ để ý cho mình ở cái mũi móc bên dưới này nè. Mỗi mũi móc thì mình sẽ có hai cái chân móc như thế này. Thì các bạn sẽ móc cho mình cái chân móc ở bên ngoài ha. Tất cả mũi móc đều đâm kim cho mình vào chân móc ở bên ngoài này nè. Ta sẽ bắt đầu móc vào các cái chân móc này ha. Thì đầu tiên sẽ tạo cho mình một nút ở sợi len màu trắng. Móc và kéo len qua vòng tròn. Dùng tay kéo sợi len dài để thành một nút. Ở cái sợi len thừa mà mình vừa cắt ở cái phần len màu đỏ á, thì các bạn sẽ để ý cho mình nè. Khi ta quay cái mặt phải của hàng móc, ở cái sợi len thừa này phía trước nó là cái chân móc ta móc vào đó mũi dời nè. Đây, các bạn sẽ đâm kim cho mình vào cái chân móc ta vừa móc mũi dời. Đâm kim vào chân bên ngoài như thế này ha. Đâm từ trong ra ngoài nè. Vào cái chân móc ta vừa móc mũi dời vào đó. Cũng đâm kim ở cái sợi bên ngoài nè. Sau đó kéo nút vừa tạo qua cái chân móc. Ta sẽ có hai sợi len thừa. Các bạn sẽ kéo cho mình sợi len màu đỏ.
qua chính giữa của kim và sợi len màu trắng nè. Đây, sau đó từ đây móc lên cho mình hai mũi móc xích. 1 2 Mũi móc đầu tiên mà các bạn móc á, thì ở đây các bạn sẽ để ý cho mình luôn nè, cái chân móc của mũi dời mà ta kết thúc của hàng màu đỏ, đâm kim cho mình vào cái chân móc này nè. Đây, khi kết thúc cái hàng màu đỏ này, ta kết thúc bằng cái chân mũi dời ở đây, thì cái chân mũi dời này sẽ là cái chân móc đầu tiên của mình móc ha, là cái chân ở phía sau của sợi len thừa á. Đâm kim vào chân móc này, đâm kim vào chân móc ở bên ngoài nè, và móc vào đây một mũi kép đơn ha. Khi móc cũng giấu cho mình sợi len màu trắng vào trong mũi móc. Tiếp tục di chuyển kim đến chân móc bên ngoài của mũi móc kế bên này nè, và cũng đâm kim vào chân bên ngoài, móc vào đây một mũi kép đơn. Sợi len thừa của mình màu trắng này nè, khi móc các bạn giấu vào trong mũi móc, thì khi ta cắt len không phải giấu len nhiều ha, móc tương tự cho mình cho đến cuối hàng. Mỗi chân móc mình sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc, và tất cả các mũi móc đều đâm kim vào cái chân móc ở bên ngoài này và móc nè. Móc vào đây một mũi kép đơn. Chân kế tiếp cũng tương tự, móc một mũi kép đơn vào chân bên ngoài. Và làm tương tự cho mình đến cuối hàng ha. Ở các cái chân móc cuối cùng của cái hàng móc này nè, có cái sợi len thừa màu đỏ, thì khi móc các cái mũi móc cuối cùng này, các bạn cũng đâm kim cho mình và móc các cái mũi kép đơn cũng giấu cho mình sợi len màu đỏ vào trong mũi móc ha. Đây, ta sẽ tiến hành giấu vào trong mũi móc như thế này. Mỗi chân móc móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Đến cuối hàng rồi thì móc vào chân móc của mũi kép đơn đầu tiên một mũi dời. Sau đó gây nên hai xích. Như vậy là khi hoàn tất được hàng móc màu trắng, mặt phải của hàng móc màu trắng cũng lộ ra bên ngoài như thế này. Nó sẽ giúp cho cái mũ của mình nó được đẹp hơn ở cái phần vành ha. Và từ đây sẽ móc thêm cho mình nhiều hàng móc tương tự như hàng móc màu đỏ ở bên trên nè. Mỗi chân móc sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc cho đến khi độ dày của cái hàng màu trắng này vừa đủ để kết hợp với cái phần thân nón ha. Nó sẽ hợp với cái phần thân nón hơn nè. Các bạn có thể lên thêm cho mình 3 đến 4 hàng móc. Mỗi chân móc ta sẽ móc một mũi kép đơn vào mỗi chân móc. Móc tương tự cho đến cuối hàng và thêm nhiều hàng móc nữa. Ở đây mình đã lên thêm được 3 hàng móc cho cái phần vành nón của mình nè. Thì lúc này cái bề dày của cái hàng màu trắng này đã vừa khớp với phần thân nón rồi. Như vậy là mình vừa hoàn tất được một mẫu nón Noel cho bé như thế này. Đây là mẫu nón của mình ha. Hoặc đối với nhiều bạn á, không thích cái phần đỉnh nón nó có cái chùm dài này nè, thì các bạn có thể bỏ đi cho mình cái chùm dài này ha. Ta móc cái hàng móc đầu tiên 12 mũi móc như thế này. Sau đó cái hàng móc thứ hai mà mình móc á, khác với cái hàng móc mà ta hướng dẫn ở đây, thì các bạn có thể bỏ qua cho mình các cái hàng móc có 12 mũi kép đơn này nè. Và ta tiến hành móc tiếp cái hàng móc kế bên này nha. Thì lúc này cái phần thân nón của mình nó sẽ giới hạn ở cái điểm này thôi nè. Ở mẫu nón này thì mình có làm cái sợi dài này để cho cái phần nón của mình nó được xinh xắn hơn ha. Chúc các bạn thành công!